Dạ thưa sư, con muốn hỏi là Phật giáo Nam Tông và Nam Tông Khmer có khác nhau không sư? Con nghe một số bài kinh Khmer và kinh Nam Tông và chùa Nam Tông Khmer tụng, nhưng con không biết có trong kinh Phật không, vì con không biết tiếng Pali và tiếng Khmer. Con lên chùa Nam Tông kinh thì nghe đa số bài kinh Pali nhiều. Nam Tông bây giờ nếu mà mình nói thì nó rất là dài dòng. Nó khác nhau, vì sẽ nói điểm khác đi, khác nhau thứ nhất là khác nhau về cái màu y, cái màu thôi, do truyền thống thôi. Cái khác nhau nữa là các sư Khmer thì có cạo chân mày, còn các sư Nam Tông Kinh thì không có cạo chân mày. Rồi khi mà tụng á, thì nó mang một số bài kinh mang tính chất là vùng miền. Ví dụ như mình tụng ví dụ như Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, thì các sư Khmer có thể tụng là Nam mô tassa bhagavato arahato sammi sambuddhassa. Sư ví dụ như vậy, sư không nhớ. Thì ví dụ mình ở đây Nam Tông kinh mình tụng là A thì các vị tụng là Y. Thì do cái vùng miền thôi. Giống như bây giờ mình miền Nam mình nói cái tông khác, mà miền Trung nói tông khác, miền Bắc nói tông khác, nó đơn giản như vậy. Rồi sự khác nhau còn ở chỗ là cái kinh tụng của ngôn ngữ đó. Ví dụ như các sư Khmer thì sẽ có những bài kinh Khmer do Pali dịch qua Khmer thì các sư đó tụng. Còn Nam Tông kinh thì có những bài kinh Pali dịch dịch sang tiếng Kinh thì các sư Nam Tông kinh tụng. Đơn giản như vậy. Và đặc điểm nữa của các sư Nam Tông Khmer thì là phải, cái này chưa tăng phải công nhận, là các vị đó học thuộc kinh rất là nhiều, nhiều hơn Nam Tông kinh. Cho nên là những vị mà xuất gia mà muốn qua xuất gia ở các vị Nam Tông Khmer thì phải chuẩn bị tâm lý là học kinh nhiều dữ lắm, nhiều dữ lắm, chứ không phải là ít như vậy đâu. Thì đó là điểm khác. Còn điểm chung thì chung về đấng đạo sư, chung về giáo lý, chung về tăng đoàn, chung về các cái nói chung là chung một cái nhóm tỷ kheo. Tức là khi mà chư tăng Nam Tông kinh hành tăng sự ở trong Sima thì các chư tăng Khmer, các sư đó vẫn tới bình thường, vẫn vào trong Sima đó bình thường, tại vì chung một tăng đoàn. Các vị Nam Tông mà Thái Lan vẫn vào bình thường, các vị Nam Tông mà Lào, Campuchia, Miến Điện vẫn vào đó ngồi trong ranh Sima bình thường. Nhưng mà các vị thuộc hệ phái khác là không có thể vào được, tại vì nó thuộc về trong cái phạm vi hành tăng sự của Theravada, của chư tăng thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy. Thì đó là cái giống và khác nhau ha.